Bất ngờ, hộp sạc tai nghe Ebi của BKV lộ xuất xứ Trung Quốc, chỉ có giá 81.000 đồng cho một sản phẩm mà thôi. Ebi là dòng tai nghe true wireless cao cấp đầu tiên do Việt Nam thiết kế và sản xuất. Trên vỏ hộp sản phẩm, BKV cũng ghi rõ Ebi sản xuất năm 2021 tại Việt Nam. Tuy nhiên, số liệu được ghi nhận từ một website quản lý xuất nhập khẩu cho thấy BKV đã nhập khẩu hàng ngàn vỏ hộp sạc từ nhà sản xuất Geco tại Trung Quốc. Cụ thể, lô hàng đầu tiên gồm 3.000 sản phẩm và lô hàng thứ hai gồm 850 sản phẩm mang tên hộp sạc của tai nghe Bluetooth không kèm theo tai nghe. Cả hai lô hàng có ngày giao dịch là 18 tháng 11 và 24 tháng 11 năm 2021, chỉ 2 đến 3 tuần trước khi BKV chính tức mở bán tai nghe Ebi. Trùng hợp thay, vào ngày 23 tháng 11, chính CEO BKV Nguyễn Tứ Quảng cũng thừa nhận rằng mình mới có cơ hội được cầm bản thương mại của Ebi. Mức giá nhập cho hộp sạc của Ebi và Ebi Pro đều tương đương 81.000 đồng. Sở dĩ hộp sạc phiên bản Pro lại có giá tương đương bản thường là bởi cấu trúc hộp sạc của cả hai phiên bản hoàn toàn giống nhau, chỉ khác biệt về chữ Pro in ngoài vỏ hộp. Như đã nói rõ ở tên kiện hàng, lô hàng được nhập về chỉ có hộp sạc và không bao gồm tai nghe. Vì vậy, giá trị thực tế của một chiếc Ebi hoàn chỉnh vẫn còn là một bí ẩn.